buổi gặp mặt thì giới thiệu là đồng chí đây là tôi là chủ nhiệm và đồng chí Nguyễn Văn Cử là phó chủ nhiệm, đồng chí Trần Huy Kiều là phó chủ nhiệm, Nguyễn Đầu Thìn là thường trực, đồng chí Ký là thường trực, thế và tất cả các đồng chí đây là các tổ trưởng, các cụ của ban chủ nhiệm, là các cụ xã.